xem như nào. Bây giờ của anh là hiện tại đang ở thị trường Tây Út rồi. Đây mình nhấc ra. Nhấc ra khỏi lên nữa. Vì để đây không sẽ không hàn được, để đây hàn thì sẽ không tính vào ra khỏi đây. Đây cái thùng này. Nhưng mà thì hàn là tháo ra để hàn lại. Tháo ra để hàn lại hoặc coi như reset lại cái bài bốt đấy. Dạ. Bây giờ máy anh có lên gì đâu. Không, nó đảm bảo không, không anh ra hãng làm. Em đảm bảo anh. Em làm đây, em nhấc ra, em hàn lại, anh vẫn mang ra, anh vẫn có thể mang ra hãng được. Anh gì á? Móc của anh đâu? Không, anh chỉ có đây. Tôi chưa biết đâu rồi. Chị hỏi anh bây giờ anh rất là tôi không nói anh nhìn tiếp bạn này. Thanh lượng này thì cái này đang đang tin luôn. Mang ra hãng thì hãng lại mang qua đây luôn rồi. Cái này là sao? Giờ bật cái gì? Bảo rồi ạ. Đi quên hết tên không đi điểm tập Thank you.